Cái này là cái gì vậy ta? À, cái này là ok, chào mọi người ngồi đây, ngồi đây. Chào mọi người, như vậy là sau một tuần 5 ngày đúng không? Dạ. Đập thì bây giờ sẽ qua bước qua tuần thứ 2. Nó còn hơi đau một tí xíu. Dạ. Thì nói chung nó đỡ đau hơn tuần trước. Đó, đừng có lợi dụng đắng. Thì bây giờ mình quyết định mình không có đòi tiền lại nữa, mình vẫn cứ tập tiếp tuần 2 mọi người. Thì hôm nay tin vui đúng không? Dạ vâng. Để tính ra tuần này là sẽ đòi tiền lại, nhưng mà bây giờ không đòi nữa mọi người. Thì bây giờ là thấy không đau nữa thì là không đòi nữa. Yeah. Nhưng mà thấy nó cũng bình thường, nó cũng chưa có 6 muối, 7 muối gì mọi người, nó cũng 1 muối. Tất nhiên là mọi người. Tất nhiên là sao em tập sao ta phải 6 muối chứ? Cái việc mà 6 muối thì mình cần rất là nhiều thời gian để mình xuống cái phần lớp mỡ ở trên cơ bụng trước, mình mới bắt đầu lộ ra cơ bụng cho mọi người thấy được. Thôi đừng có thanh minh, em nói tập một tuần là được 6 muối. Bây giờ một tuần qua rồi cũng được 1 muối nào hết. Chẳng có PT là một tuần, một tháng đưa lên 6 muối. Thôi đừng. Cái lúc mà mình tập á thì hả, suối mình đúng không? Thầy suối mình, thầy nói là tập một tuần đi là sẽ lên 6 muối, cái mình hiểu mình đóng tiền rồi các thứ. Bây giờ một tuần xong thì thấy thật sự là nó không có đau nữa, nhưng mà nó không có muối nào hết mọi người. Nói thì mọi người đừng có quen. Muối anh. Muối á, đừng có quen những cái lời quảng cáo trá hình ở trên mạng rồi kia nha mọi người. Thì thấy mà thấy thầy hình thầy thoại với lại dán cục điện cục đèn ngoài đường á thì đừng hí hửng mà tới phòng gym D3 ở đường địa chỉ bao nhiêu? Dạ, 64/1G Võ Anh. Đó, 64/19 hả? 1 anh. 64/1 Võ Anh nha mọi người. Thì mọi người đó thấy cái hình thầy thoại cho cục điện thì đừng có tới 64/1 gym với D3 Võ Anh để mà tập. Đó những lời quảng cáo trá hình, nhưng mà hôm nay mình quyết định không có đòi tiền thầy lại, mình tiếp tục mình tập tuần thứ hai. Mà sau tuần này nếu mà không có muối nào nữa thì mình sẽ đòi tiền chính thức lại đó nha mọi người. Nói điện thoại em cười hoài. Khả năng cao là hết tuần này vẫn chưa có xong muối mọi người. Vẫn không đòi tiền lại được đúng không? Dạ vâng. Thôi ok, hôm nay anh Phúc kêu mình tập sớm để cho anh về sớm mà anh ngồi nói chuyện nhiều quá. Không thì phải chào đầu lúc nào vô clip cũng phải chào với cà khịa. Ok. Tao mới coi. Bây okay. Giờ tập hôm nay tập ngày vai nha. Buổi thứ 6 mình với anh Phúc sẽ bắt đầu tuần bằng buổi ngày vai. Và bài đầu tiên em sẽ đẩy cho anh bài đẩy vai với tạ ba bèo. Ok. Cái cây không đúng không? Dạ vâng. Sợ thì không có. Do những cái clip thấy là toàn là cà khịa kiểu đón đầu trước tại cây không. Ghê thật. Ghê. Bây giờ là sáng nay Phúc dậy sớm. Tại vì sáng nay là hai bạn nhỏ về lại chung cư học online cho nên phải chuẩn bị đồ ăn sáng á. Thì sau khi cho bạn hết xong là Phúc đi làm cho mọi người, nên phải tập sớm. Ông bình thường thì vẫn cà khịa, vẫn chọc quê thầy được, nhưng mà hôm nay chọc quê như thế thôi. Nó thì thấy thầy cũng cười gượng lắm rồi thì thôi mình ngừng lại đó. Thầy cũng gượng cười. Thầy cũng gượng cười rồi. Nên sẽ xoay ngược ra, ngồi xong xoay ngược ra hả? Dạ không, mình ngồi quay xoay mặt vô gương luôn. Để em làm mẫu trước cho mình. Hôm bữa là mình tập với cây kia trước đúng không anh? Ừ. Hôm bữa mình tập cây ngắn xong đến cây dài, hôm nay mình vô cây dài luôn. Rồi động tác tư thế đầu tiên mình sẽ căn tạ trước. Anh căn làm sao cho hai tay của mình rộng bằng vai luôn. Ừ. Rồi bắt đầu lấy tạ lên, chú ý cổ tay thẳng cho em. Lưng cây thẳng. Cây có vẻ nặng quá đúng không? Dạ đúng rồi, hơi nặng một chút. Quá sức luôn á kiểu. Rồi ok, tư thế đầu tiên này, cổ tay thẳng. Rồi anh dùng đẩy lên. Thở. Xuống lên thở đúng không? Vô. Dạ đúng rồi. Rồi cái phần thanh tạ nó sẽ lúc xuống nó sẽ ngang cầm của mình hoặc là thấp hơn một chút cũng được, ngang cầm hoặc thấp hơn một chút. Ừ. Rồi anh đẩy lên. Rồi chú ý cho em hai cái cùi chỏ em không có mở lại đằng sau, đưa lên trước cho em. Dạ đúng rồi, hơi khép lại một chút. Rồi lên tiếp, xuống hít vô, lên thở, xuống hít thở. Ok rồi đến mình. Set 10 cái đúng không? Cố gắng hết sức cho em xin được bao nhiêu cái? Tầm 13 cái càng tốt. Rồi khoan này. Rồi cho em rộng một tí nữa. Rồi ok. Cổ tay thẳng nha. Đúng rồi, lên. 1 2 3 4, chỉnh cổ tay này anh. Đó, cậu đúng rồi. Rồi, xuống. 5 6 7 8 9
10, thêm 3 cái nữa, xuống chậm. 11. 12, một cái nữa. Ok. Thấy vô lưng không vậy? Nặng nha, không có thêm tạ. Nặng nha. Cho em một chút. Ok, thấy nó vô vai một chút mà nó vô lưng nhiều hả mọi người? Thì có thể là do Phúc bị cái L4, L5 á. Cho nên là nó hơi hơi nhói lưng một chút xíu. Ok. Để đeo bao tay vô nè. Tới đây cái gừng. Ví dụ mà mình vuốt tóc mà không được, mới lên tới đây đấy thì kêu người ta vuốt lên thổi ra. Tại vì cái tuần đầu là tuần mà căng nhất, mọi người cố gắng vượt qua tuần đầu thì sẽ ok. Mình cứ bỏ mấy cái ngày tập đầu liên tục thì nó sẽ tuần sau đỡ đau hơn. Cái tác động liên tục cho nó đau trong một tuần đấy thôi. Chứ mà mọi người cứ kéo dài. Cứ thấy đau bỏ xong rồi dù tập đi tập lại thì nó sẽ rất là đau nữa mà nó không hiệu quả gì hết. Đó mọi người. Ok. You think you know me? Say I'm as cold-hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you that I'm done. Here's what you don't know. Feelings, they grow slow. I've just been caring for mine. Now I can feel it. Now I believe it. Baby, tonight. Gonna call you up and tell you that I'm not
Hai ngày thứ sáu đã tạm khép lại thì thầy cho ý kiến đi là thấy học trò thầy tiến bộ rõ rệt vượt bậc hay là như thế nào, kiểu nãy đầu qua vô là chê đó, bây giờ có cuối mình khen nè. Qua 6 bữa tập thì mình có cảm thấy thì cái kỹ thuật của anh với lại cái form người tập thì nó đã chuẩn hơn một chút rồi. Còn cái việc một kết quả thì là chắc là chưa đâu mọi người, kết quả phải làm 2 tháng sau phải được, bắt đầu thấy được. Rõ rệt. Dạ đúng rồi. Một tháng thôi. Tiền đủ tiền đóng đủ một tháng. Nhưng mà về có ăn uống gì, có tăng cường thêm gì không? Dạ ăn uống thì vậy em sẽ nói lại anh sau. Chắc là vẫn tăng cường protein với lại hạn chế cáp đơn cho em. Thầy cái rủ đi nhậu hoài cũng khó lòng xuống. Người nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của MC Dương Hồng Phúc và Facebook của thầy Hồ Đình Thoại để mà cập nhật thêm những cái kỹ thuật cũng như coi thầy lấy vợ ra sao nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye. Bye.